thua bàn ở những giây cuối, đội tuyển Việt Nam mất điểm đáng tiếc trước đối thủ mạnh Iraq. Chiến đấu đến giọt sức cuối cùng và tưởng như đã có một điểm, thì đúng vào những tích tắc cuối cùng của những phút bù giờ, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận bàn thua trước đội tuyển Iraq. Đội tuyển Việt Nam xuất trận với đội hình xuất phát không có nhiều thay đổi so với trận giao quân gặp Philippines, khi chỉ có sự trở lại của Quế Ngọc Hải thay cho vị trí trung vệ của Bùi Hoàng Việt Anh. Bên kia chiến tuyến, đội khách Iraq cũng sử dụng lực lượng tối ưu nhất và tự tin dâng cao chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đây là điều không ngờ bởi đội bóng Tây Á được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội tuyển Việt Nam. Dù thi đấu trên sân khách, nhưng họ vẫn tạo ra thế trận lấn lướt với rất nhiều áp lực trước khung thành của thủ môn Văn Lâm. Bên cạnh đó, sự khác biệt của đội bóng đến từ Tây Á cũng đến từ Ali Jassim. Tiền vệ này gần chính là ngòi nổ trong các đợt lên bóng. Ở phút thứ 30, Ali Jassim có cú đá cận thành nhưng bóng lại đi ra ngoài. Cũng chính cầu thủ này là người đã có pha ra chân ở góc hẹp ở phút bù giờ cuối cùng hiệp 1, khiến Văn Lâm phải vất vả cản phá. Hiệp một khép lại với tỷ số không đều, một kết quả tạm chấp nhận được với đội tuyển Việt Nam. Vào đầu hiệp 2, huấn luyện viên Philip Chuse đã rút Tiến Linh và Văn Toàn rời sân để thay vào đó bằng Thanh Nhàn và Đình Bắc. Đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu với sự hứng khởi ở một thế trận khá cân bằng, dường như cảm được sự hứng lên từ các học trò. Chiến lược gia người Pháp tiếp tục làm mới hàng tiền vệ với việc đưa Thành Long vào thay cho Tuấn Anh. Chưa dừng lại ở phút thứ 60, ông tiếp tục rút Minh Trọng ra để đưa Văn Khang vào sân. Thời điểm này đội tuyển Việt Nam đã chơi với 5 cầu thủ trẻ trên sân và nó đã mang đến sự tươi mới ở cả ba tuyến. Lúc này thế trận không còn quá chênh lệch, Việt Nam đã có những pha lên bóng đầy ấn tượng nhờ sự sông sáo của Văn Khang bên cánh trái. Thật không may cho Việt Nam khi đang chơi tốt, Quế Ngọc Hải phải rời sân vì chấn thương, buộc huấn luyện viên Philip Chuse phải sử dụng quyền thay người cuối cùng một cách bất đắc dĩ. Về phía Iraq, đội khách không còn duy trì được áp lực như trước, nhưng họ vẫn tạo ra được những pha bóng nguy hiểm. Tuy vậy, Văn Lâm vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ chấn giữ không thành. Khi trận đấu trôi về những giây bù giờ cuối cùng, điều nghiệt ngã cho bóng đá đã xảy ra. Trong tình huống, Bayes tạt bóng để Mohamed Ali đánh đầu mang về chiến thắng 1-0 cho Iraq. Thua 0-1 ở những giây cuối cùng là kết quả gây nhiều tiếc nuối đối với đội tuyển Việt Nam. Nhưng đánh giá là một cách công bằng, các học trò của huấn luyện viên Philip Chuse đã có một trận đấu ấn tượng cho đối thủ có đẳng cấp cao hơn. Điều quan trọng, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì vị trí nhì bảng F bởi trận đấu cùng giờ, Philippines và Indonesia đã cùng nhau chia điểm với tỷ số một đều.